Và ngày hôm nay ở trong video này mình giới thiệu với các bạn về một cây đàn guitar. Cây này thì dành cho những khách hàng chúng ta đang muốn tập chơi mà kiểu hát hò giống như mình vừa hát. Đấy, nhưng kiểu những bài nhạc đệm hát đơn giản, cơ bản và giải trí cho vui thôi. Và với những tầm giá như thế này thì sản phẩm bên khác mình không biết, nhưng mà với bên mình thì các bạn sẽ không tập trung quá vào hình thức của sản phẩm. Ví dụ thế này đây, tức là cây này chỉ đáp ứng cho các bạn là cần đàn chuẩn này, âm thanh, âm sắc tương đối ổn định để chúng ta có thể đàn hát cho vui thôi. Còn nó sẽ chưa được đẹp. Đây, mình sẽ cho các bạn xem thử hai mẫu sản phẩm. Ví dụ như cái này. Rồi, các bạn sẽ nhìn thấy ở đây. Đó, những cái sẹo gỗ vẫn, đúng không ạ? Hoàn toàn tự nhiên vì đây là mặt gỗ thịt. À, bây giờ mình sẽ đi chi tiết luôn các bạn về những ưu điểm và nhược điểm của sản phẩm này. Thì đầu tiên, đó là ưu điểm thì là với mức giá rẻ mà chúng ta đã có một sản phẩm được thiết kế theo form của những cái đàn đắt tiền hơn, nó cũng chỉ cái này thôi, chỉ khác cái chất liệu gỗ. Mình sẽ đi bây giờ đây thì mặt trước là gỗ thịt, mặt cạnh và mặt lưng ở đây là gỗ ép. Đàn của bên mình thì các bạn lưu ý là tất cả là sản phẩm guitar Việt Nam, cho dù rẻ đến đắt như thế nào đi chăng nữa, bạn ok chưa? Đó, tất cả là Sài Gòn. Và với cái tầm giá như này là đã thiết kế được một cái gọi cái tiêu chuẩn cần, như vậy là chúng ta sẽ không sợ cong cần. Đây là có một cái thanh thép kết cấu hơi kỹ thuật thì mình sẽ không chi tiết, còn đại chúng ta sẽ dùng cái bộ phận này. Thì khi các bạn mua đàn thì bên mình sẽ tặng. Trước đây thì mình không kiếm được cái nguồn để mua cái này, nên là khách hàng mua thì chỉ một vài khách nào mà xin thì mình sẽ cho, còn bây giờ thì mặc định là sẽ được tặng cái này. Nhưng lỡ đâu mà có quên có thiếu vì nó nhỏ nó hay bị rơi thì khách hàng thông cảm đi mua được giúp mình, chứ nhiều khi bị quên mà lại gửi mất công thì cũng hơi phiền phức. Mà cái này đi mua chỉ có 50.000 thôi đấy, thì khách hàng ra cửa hàng Kim Khí là có. Thì như vậy là với những cây tầm giá thế này và âm thanh thì các bạn nghe đúng không? Hát hò thì tương đối là chuẩn. Đó, đây là đàn cao stick dây kim loại, cần đàn nhỏ ta sẽ bấm rất là dễ để có thể âm chặn kiểu này. Và có một cái điều đó là cần đàn nhỏ đúng không? Tay ta sẽ có lực để ép mạnh hơn. Thì có nhiều khách muốn cần đàn to và dây sắt thì chỉ có cách mua đàn classic lắp dây sắt thôi. Thì tất nhiên nó vẫn lắp được, nhưng mà cái cách lắp dây của nó như cái này thì nó sẽ chắc chắn hơn, cái việc dây thì nó sẽ hạn chế hơn. Còn tất nhiên kể cả classic bên mình cũng đã từng lắp dây cho nhiều khách thì cũng không bị bung này đâu, nhưng tất nhiên mình không dám khẳng định 100% đâu. Đại ý là đây là thiết kế kiểu đàn để hát cho chúng ta. Khóa ở đây tất cả mọi thứ được làm tương đối rẻ, gọi là chỉ để có thôi, để có để dùng được thôi, đúng mục đích thôi, chứ nó chưa có hình thức nào đẹp cả. Ví dụ khóa đèn nó sẽ là khóa đúc, còn đây chỉ là khóa chùm, khóa cọc thôi, dây cũng là dây rẻ thôi. Đó, các bạn nhìn thấy không? Và cái mặt đàn đây, nãy mình đang đi nói về mặt đàn, tại vì đây là gỗ tự nhiên, chúng ta để sẽ có những cái này không thể tránh. Tất nhiên có những cây sẽ như thế này, có những cây sẽ được như thế này. Đó, cái vân nó sẽ đều hơn một chút nhưng mà nó đậm nhạt. Các bạn nhìn không? Đây là do cái ánh sáng này nó trắng quá, ta nhìn nó không rõ. Nhìn đây, nhìn gần lại giúp mình. Đó, sáng đậm nhạt khác nhau, để gần lại mới thấy. Đó, ví dụ hai cây này so sánh. Đó, tức là nó không thể giống nhau đi 100%. Mặc dù bên mình đã, tất nhiên thì giống nhau là về gỗ thôi, còn về cái đậm nhạt đây là tự nhiên, cái này nó thuộc về nguyên nhân của tự nhiên thì không thể nó giống nhau hết được.
đó, nhưng mà tuy nhiên thì âm thanh bạn nghe thử lên mình đánh 2 cân đó, ví dụ như vậy. À, tại vì mình đang quay ở trong không gian của quán trà chanh nên là quán là mới, thế là khách hàng được gọi xíu xíu à. Đó, thì nếu mà chúng ta xác định mua cái đàn này thì là kể cả cái đàn đắt tiền hơn cái đàn 100-200 thì nó cũng chỉ thế này thôi, trừ khi bên mình có những mẫu, đây là mẫu ET, thì đây là ET1, còn mẫu ET2 nó chỉ đẹp hơn thôi, ET25 thì khóa tốt hơn và đẹp hơn, nó đắt hơn 1-200. Đấy, còn nếu mà khách hàng muốn một mức khác hẳn thì nó sẽ là FF2LRC, cái mẫu đó khoảng dao động khoảng 1,5 triệu, thì tùy từng giai đoạn và tùy từng cái gói phụ kiện mà chúng ta đi theo, còn giá sản phẩm là 1,5 triệu đó, thì ok chưa? Đó, còn những cái mức này thì cô ép này thì nó đều giống nhau cả thôi, chỉ khác nhau về hình thức. Thì chúng ta nếu mà xác định mua cái này các bạn nhé, mình nói rồi, đó là chúng ta xác định mua cái này thì là không chú tập trung vào hình thức, chỉ tập trung vào âm thanh thôi. Còn nếu khách hàng mua muốn về hình thức thì nên mua mẫu ET2 hoặc là ET25 thì sẽ đẹp hơn một chút. Và tất nhiên rồi thì các bạn sẽ nhắn tin cho mình qua số điện thoại là 0936 984 989 hoặc là 097 135 3332. Đăng ký Zalo để chúng ta có thể trao đổi hình ảnh, hoặc là Facebook là Nam cách DAVID cách Trần, là Nam đã viết Trần viết theo kiểu tiếng Anh không có dấu. Ok chưa? Đó, và khách hàng nào muốn qua trực tiếp cơ sở thì đều hai cơ sở đều đang mở, đó là 233 Hoàng Công Chất và một cơ sở nữa là quán trà chanh, thì chúng ta vừa vào không gian ở đây, bạn có thể xem không gian trà chanh ở đây, chúng ta có thể vừa uống nước, tức là vào khách uống nước bình thường, không nhất thiết là phải mua đàn, uống nước cũng được, vừa uống nước vừa mua đàn thì càng tốt. Đó, thì tùy các bạn, đây cơ sở này tại 42 Kiều Mai, hai cơ sở này đều gần Mỹ Đình, chúng ta có thể từ xa có thể đến Mỹ Đình và đã bắt xe ôm qua khoảng tầm 25-30 nghìn thôi. Đó, thì sẽ là xem trực tiếp, còn nếu khách hàng nào không đến được thì bên mình vận chuyển qua bưu điện, thì cước phí sẽ khoảng từ 100-180 nghìn tùy vào tỉnh thành, khu vực, đảo, rồi đấy, đại ý là tùy khu vực của chúng ta. Ok chưa? Và tiền cước này thì khách sẽ phải thanh toán. Đó, đấy là lưu ý, bên mình sẽ hỗ trợ đóng gói thôi, còn cước bao nhiêu khách sẽ thanh toán. Ok chưa? Và một lần nữa thì chúng ta nghe lại cái âm thanh của cái đàn này nhé. Ok, rồi. Còn thiếu gì nữa không? Còn thiếu gì nữa không? Đấy, thôi không thiếu gì nữa đâu. Tóm lại là cây này nếu mà chúng ta muốn mua một cái đàn kiểu đàn hát, chỉ cần âm thanh tốt thôi, không cần hình thức mà giá rẻ. Đấy, 3 tiêu chí nhá, giá rẻ, không cần hình thức, âm thanh tốt thì chúng ta mua. Còn nếu mà muốn giá rẻ, không cần hình thức mà âm thanh tốt thì là giá siêu rẻ, đại ý như nào đó, đại ý cái này đáp ứng được tiêu chí. Còn nói còn lòng hoàng rồi, đại ý là không cần hình thức đấy, thì mua cây này và giá rẻ. Ok chưa? Đây là mức giá rẻ nhất của một cây đàn acoustic chuẩn mà bên mình đang triển khai. À, các bạn cứ xem thật kỹ, nghiên cứu thật kỹ, còn bên mình còn rất nhiều các mẫu khác thì chúng ta có thể xem thêm ngay trên kênh YouTube này. Ok chưa? Rồi, cảm ơn tất cả các bạn. À đây, địa chỉ bạn một lần nữa. Đây cơ sở đây. Đây là cơ sở chính, luôn luôn mở cửa nghỉ, bên mình nghỉ chủ nhật các bạn nhé. Còn thì sang trà chanh này thì cũng như vậy thôi, chúng ta cứ đến vào các ngày bình thường từ 8 giờ đến 19 giờ. Ok chưa? Nếu vào ngoài giờ chúng ta có thể gọi trước. Rồi, hơi mê man một tí. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video khác.